Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, tòa sắp ra phán quyết vụ Tòa Bạch Ốc đã cấm cửa phóng viên CNN. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump tìm cách đáp trả một vụ kiện của CNN về việc Tòa Bạch Ốc đã rút thẻ tác nghiệp của phóng viên tên là Jim Acosta. Chiều ngày 14 tháng 11, các luật sư đại diện cho CNN và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra tranh tụng trước thẩm phán Timothy Kelly tại tòa án ở thủ đô Hoa Kỳ. Theo AP, CNN muốn Nhà Trắng trả lại cho Acosta thẻ nhà báo, giúp cho ông có thể tác nghiệp trong khuôn viên của tòa nhà này. Hãng tin Hoa Kỳ cho biết là ông Kelly sẽ ra phán quyết vào chiều ngày 15 tháng 11. Trong hai năm qua, ông Acosta đã thường xuyên đấu khẩu với ông Trump và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Sarah Huckabee Sanders. Nhưng điểm căng thẳng xảy ra vào hôm 7 tháng 11, trong buổi họp báo sau cuộc bầu cử giữa kỳ mà phe Cộng hòa đã để mất quyền kiểm soát Hạ viện vào tay đảng Dân chủ. Và ông Acosta đã từ chối trả lại micro cho khi Tổng thống Trump nói rằng ông không muốn nghe thêm gì từ phóng viên của CNN. Và nói rằng ông Acosta là một người thô lỗ cũng như là tệ hại. Theo AP, thì Tòa Bạch Ốc sau đó đã nhanh chóng thông báo rút thẻ nhà báo của ông Acosta. CNN sau đó đâm đơn kiện, gọi việc cấm cửa phóng viên của mình là một nỗ lực trắng trợn nhằm kiểm duyệt báo chí và loại bỏ các phóng viên, những người thách thức và tranh cãi quan điểm của Tổng thống Trump. Đó là thưa quý vị đã cãi lại với ông Trump đã ra khỏi Nhà Trắng thưa quý vị. Và bản tin nói về tranh cãi tại Thượng viện về cuộc điều tra của nước Nga và ông Trump, bất chấp sự phản đối từ lãnh đạo Mitch McConnell của phe Cộng hòa ở Thượng viện, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ngày 14 tháng 11 tuyên bố sẽ thúc đẩy hành động về một dự luật lưỡng đảng hầu bảo vệ cuộc điều tra liên bang liên quan đến nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016. Thượng nghị sĩ Cộng hòa là Chuck Flake và Thượng nghị sĩ Dân chủ là Chris Coons hôm 14 tháng 11 đăng đàn yêu cầu các đồng nghiệp của họ chấp thuận một cuộc biểu quyết mà có thể làm Tổng thống Donald Trump tức giận. Ông McConnell và các thượng nghị sĩ Cộng hòa hàng đầu khác đã phản đối ý tưởng này. Tôi cho rằng chẳng cần ra luật, ông McConnell đã nói như trên. Và thưa quý vị, ông McConnell ngày 14 tháng 11 đã thành công trong nỗ lực giữ lại vị trí lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện vào năm sau. Và chúng ta biết Tổng thống cảm thấy thế nào về cuộc điều tra, nhưng ông ấy không bao giờ nói rằng ông ấy muốn dẹp bỏ nó. Ông nói với các phóng viên. Và công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ là Robert Mueller đang điều tra các cáo buộc về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 và bất kỳ sự thông đồng nào với Nga từ ban vận động tranh cử của ông Trump. Và ông Trump, người đã nhiều lần bác bỏ cuộc điều tra của ông Mueller là săn lùng phù thủy, hàm ý là ông bị bức hại chính trị, phủ nhận bất kỳ sự thông đồng nào với nước Nga. Moscow phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử này, thưa quý vị. Và cũng tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bổ nhiệm ông Whitaker là quyết định hợp hiến. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư công bố một bản ghi nhớ đinh vực quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Trump, bổ nhiệm ông Mark Whitaker vào chức vụ Bộ trưởng Tư pháp. Văn kiện này đưa ra một số lý do vì sao quyết định bổ nhiệm ông Whitaker phù hợp với hiến pháp cũng như với các luật liên bang và tiền lệ trước đây. Bản ghi nhớ đưa ra những lý do để biện minh cho tính hợp pháp và quyền của ông Whitaker được lãnh đạo Bộ Tư pháp, gồm cả quyền giám sát công tố viên, đặc biệt là Robert Mueller. Bản ghi nhớ dài 20 trang gửi đến Tòa Bạch Ốc từ Văn phòng Luật sư Bộ Tư pháp kết luận rằng quyết định bổ nhiệm ông Whitaker là phù hợp với các điều kiện, điều khoản của đạo luật cải cách về tuyển chọn quan chức kế vị. Và ông Whitaker chỉ tạm thời đảm nhận chức quyền Bộ trưởng Tư pháp, cho nên không cần phải được Thượng viện chuẩn thuận trước, dù rằng Bộ Tư pháp thừa nhận tình huống này chưa xảy ra trong hơn một thế kỷ qua. Và bản tin tiếp theo cho biết là ông Kevin McCarthy, lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Hạ viện. Thưa quý vị, dân biểu California là Kevin McCarthy được các đồng nghiệp trong đảng bầu là lãnh đạo của phe Cộng hòa tại Hạ viện khóa 116, sau khi ông dễ dàng đánh bại dân biểu là Jim Jordan,
người thuộc phái bảo thủ cứng rắn tại một cuộc họp họp đảng vào ngày 14 tháng 11, thưa quý vị. Ông McCarthy giành được 159 phiếu so với đối thủ chỉ có 43 phiếu trong một phiên họp của các dân biểu Cộng hòa. Và tờ Politico dẫn một nguồn tin có mặt trong phòng họp cho biết, chiến thắng này có được sau nhiều năm ông McCarthy nỗ lực leo lên vị trí hàng đầu của hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Vào năm 2015, nỗ lực này của ông đã bị ông Jordan và phe bảo thủ trong đảng Cộng hòa ở Hạ viện đã làm chệch hướng. Vào năm đó thì ông McCarthy chạy đua cho vị trí chủ tịch Hạ viện, khi đó thì đảng Cộng hòa đang nắm đa số, thưa quý vị. Nhưng gặp phải sự chống đối của phái cứng rắn trong nhóm Freedom Caucus. Do đó ông ấy phải rút ra khỏi cuộc đua. Việc này đã dọn đường cho ông Paul Ryan trở thành lãnh đạo Hạ viện. Ông Ryan đã công bố ông sẽ rút khỏi Hạ viện kể từ tháng 4 năm sau. Giữa sự vận động hậu trường căng thẳng để tìm người thay thế ông McCarthy vẫn luôn nổi lên là ứng viên hàng đầu. Bên cạnh ông McCarthy thì đảng Cộng hòa cũng chọn người nắm các vị trí lãnh đạo khác của đảng ở Hạ viện, thưa quý vị. Và tại miền Đông, bão tuyết miền Đông nước Mỹ làm cho 5 người chết vì đường xá trơn trượt, thưa quý vị. Một trận bão đầu mùa đông đã kéo vào một số nơi ở vùng phía Nam cũng như khu Trung Tây Mỹ, tạo ra tình trạng trơn trượt trên đường xa lộ đã khiến cho người thiệt mạng và cũng như làm đường xá tắc nghẽn hơn 8 tiếng đồng hồ trên một đoạn xa lộ xuyên bang ở Arkansas giữa khi trời tuyết giá, thưa quý vị. Các nguồn tin khí tượng nói rằng bắt đầu từ thứ Năm ngày 15 tháng 11, bão khởi sự tiến về hướng đông, đưa tuyết và đá tới Ohio cũng như rặng Appalachian Mountain, sau đó tới Washington DC, New York và vùng New England. Tuyết cũng thấy rơi xuống ở vùng trung bộ Alabama, nằm về phía đông Nam Mỹ. Tại Mississippi, một chiếc xe bus chở khách đi sông Bài đã bị lật, khiến cho 2 người chết và 44 người bị thương. Trong khi đó, thì ở khu vực gần thành phố Little Rock, tiểu bang Arkansas, có 3 người thiệt mạng trong các tai nạn trên xa lộ vào tối ngày thứ Tư. Xa lộ xuyên bang 140 bị đóng trong đêm thứ Tư ở vùng đông Arkansas vì có mấy vụ xe đụng gần cây cầu White River. Và giao thông được mở lại vào lúc sáng sớm ngày thứ Năm. Nhưng giới hữu trách nói rằng xe cộ di chuyển chậm vì nhiều tài xế buồn ngủ sau khi chờ cả đêm trên đường. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sa thải cố vấn an ninh cấp cao. Tòa Bạch Ốc tiếp tục có những điều chỉnh nhân sự mới khi ngày 14 tháng 11, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cách chức Phó Cố vấn An ninh Quốc gia là Mira Ricardo. Quyết định trên được đưa ra sau khi đệ nhất phu nhân Melania Trump yêu cầu sa thải bà Ricardo với lý do quan chức này không còn xứng đáng được phục vụ tại Tòa Bạch Ốc. Trong một thông cáo, thì người phát ngôn của Nhà Trắng là Sarah Sanders cho hay bà Ricardo sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổng thống với một vai trò mới trong chính quyền. Thông cáo nhấn mạnh, Tổng thống Trump cảm ơn đóng góp của bà Ricardo đối với người dân Hoa Kỳ và những nỗ lực liên tục của bà đối với các ưu tiên an ninh quốc gia của Tổng thống. Tuy nhiên, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc không nêu rõ nhiệm vụ mới của bà Ricardo là gì, thưa quý vị. Và tại California, nạn cháy rừng kiện công ty điện ga PG&E. Thưa quý vị, số người chết do cháy rừng tại Camp Fire lên tới 50 người. Ba công ty pháp lý đại diện nạn nhân cháy rừng tại California đã lập hồ sơ kiện công ty điện ga là PG&E về bất cẩn và về các vi phạm luật an toàn cũng như bảo vệ sức khỏe đưa tới ít nhất là 48 tử vong trong trận cháy rừng tệ hại nhất lịch sử tiểu bang. Đơn đã kiện tại nộp tòa thượng phẩm San Francisco, ghi tên nguyên đơn là Northern California Fire Lawyer, PG&E. Đã phát tuyên bố nhấn mạnh rằng, nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định, nỗ lực vào lúc này của công ty điện là hỗ trợ lực cứu hỏa. Và đám cháy lớn tại phía bắc Sacramento gọi tên bằng Camp Fire, phát sinh vào thứ Năm tuần qua, đã thiêu rụi hầu hết thị trấn Paradise của Butte County, ven núi Sierra. Và tin cập nhật ghi rằng số tử vong tại Camp Fire là 50 người. Tại miền Nam California, PG&E và Edison đã cùng báo cáo thẩm quyền giám sát về các vấn đề của dây tải điện cũng như trạm biến điện. Thưa quý vị, trong tháng qua thì PG&E đã có lần cắt điện 60.000 căn nhà
để phòng ngừa hỏa hoạn khi cuồng phong đe dọa, giật đổ cây và giật đứt dây điện. Nguyên nhân gây ra Camp Fire tại miền Bắc và Wuxi Fire tại miền Nam đang là mục tiêu điều tra của thẩm quyền California. Tại Butler County, Điện lý Mike Ramsey tuyên bố với phóng viên rằng trách nhiệm của PG&E đang là phỏng đoán. Và bản tin tiếp theo cho biết rằng Quốc hội Hoa Kỳ cảnh báo sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ đang suy yếu trước Nga và Trung Quốc. Thưa quý vị, một báo cáo mới được công bố vào hôm 14 tháng 11 của Quốc hội Hoa Kỳ cảnh báo sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ đang suy yếu, đến mức là Hoa Kỳ thậm chí có thể thua trong một trận chiến với Nga và Trung Quốc. Washington Post trích báo cáo cho biết như vậy vào cùng ngày. Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Quốc gia thuộc Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra báo cáo này dựa trên đánh giá về chiến lược quốc phòng của chính quyền Tổng thống Donald Trump năm 2018. Theo đó, thì quân đội Hoa Kỳ được lệnh phải thay đổi để có thể cạnh tranh với nước Nga và Trung Quốc trong kỷ nguyên mới. Ủy ban dù ủng hộ mục tiêu mà chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump đưa ra, nhưng vẫn cảnh báo rằng Washington đang không chuyển biến đủ nhanh và không đầu tư đủ vào mục tiêu mà mình đề ra, tạo nên một mối nguy về sự suy giảm sức mạnh của quân đội Hoa Kỳ và có thể trở thành một tình huống khẩn cấp về an ninh quốc gia. Trong khi đó, thì cả Nga và Trung Quốc đều đang tìm cách để thống trị các khu vực. Báo cáo cũng cho biết là thế cân bằng quân sự đang dịch chuyển về hướng bất lợi cho Hoa Kỳ ở châu Âu, châu Á và Trung Đông, phá hoại niềm tin của các đồng minh ở Hoa Kỳ và làm tăng khả năng một cuộc xung đột quân sự, thưa quý vị. Và tin về bầu cử vừa qua, thưa quý vị, cập nhật bầu cử Orange County. Dân chủ tiếp tục dẫn trước. Kết quả bầu cử mới nhất do cơ quan bầu cử Orange County đưa ra vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Tư, 14 tháng 11, cho thấy rằng các ứng cử viên dân chủ tiếp tục dẫn đầu. Nếu tình trạng này tiếp tục, có thể đảng Dân chủ sẽ chiếm hết 6 ghế dân biểu liên bang tại Orange County. Trước ngày bầu cử thì 2 trong 6 ghế này do đảng Dân chủ nắm giữ, đó là địa hạt 46 Leucoria và địa hạt 47 Orland Lowenthal. 4 ghế còn lại thuộc đảng Cộng Hòa, đó là địa hạt 39 Ed Royce và địa hạt 45 là Mimi Water. Địa hạt 48 thì Dana Rora Butcher và địa hạt 49 là Daryl Issa. Ông Royce và ông Issa không tái tranh cử lần này. Thay vào đó là đảng Cộng Hòa đưa bà Young Kim vào ứng cử địa hạt 39 và là Diane Hockey ứng cử địa hạt 49, thưa quý vị. Và vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý khán thính giả phần tin Hoa Kỳ. Một lần nữa chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát và sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.